Kính thưa quý vị khán thính giả thương mến, Long Nhật rất là vui mừng và hạnh phúc được gặp gỡ lại tất cả quý khán thính giả của Số2.vn trong chương trình Nghệ sĩ đối thoại. Lần này, Long Nhật rất là vinh dự và rất là xúc động gặp lại hai người em của Long Nhật, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ và nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Lời nói đầu tiên thì cho Thoại Mỹ gửi đến tất cả quý vị khán giả của chương trình Số2.vn một lời chào thân thương nhất. Hôm nay Thoại Mỹ cũng rất là vui, lâu lắm rồi mới gặp lại được anh Long Nhật. Trước hết cho em khen anh cái đi, anh vẫn đẹp như xưa. Anh biết khỏi bà chính. Và hôm nay cũng là cuộc trò chuyện này lại có em là nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc nữa. Đây là một người em cũng là học cùng thầy, cùng trường nhưng mà khác khóa thôi, trước sau một khóa thôi. Hai chị em cùng đồng hành cùng một thầy, cùng một trường, cho nên là cũng có rất nhiều kỷ niệm. Và khi ra trường đó, hai chị em cũng đi hát, cũng ở hát ở chung sân khấu cũng rất là nhiều, và có những cái tánh và cái ý cũng tương đồng với nhau. Nói chung là giữ như nhau, giữ như nhau. Nói chung là hai chị em rất là hợp. Cái tánh thì là rất là yêu nghề, và cái gì làm, cái làm một việc gì là phải làm cho tới, làm tới cùng. Và ăn hàng nha. Chị ăn hàng, em uống không à? Hai chị em rất là thích ăn hàng, ăn bụi nữa chứ. Đi nhậu đi nhậu, nhưng mà em là uống, con này em uống. Chị dùng sự diệt môi, phá mồi, là phá mồi. Dùng sự diệt môi đó. Em có thể cho đặc biệt là cái phải nữ trong những ngày xuân như thế này, đặc biệt là cái bí quyết làm sao mà em giữ được cái thanh xuân, cái làn da đẹp như vậy. Thôi thì một lần nữa trước thềm năm mới, Thoại Mỹ cũng rất là hạnh phúc được có cái buổi tọa đàm đây để nói chuyện với lại quý khán giả, và cũng được gần gũi để mà chia sẻ những bí quyết làm đẹp. Nhắc tường dữ vậy hả? Thật sự ra đó thì Mỹ cảm thấy mình thoải mái, tâm hồn mình thoải mái thì mình sẽ giữ được cái nhan sắc của mình. Và hơn nữa, muốn giữ được cái đó thì cái niềm vui lớn nhất của Mỹ bây giờ là được quý vị khán giả rất là thương mến mình. Khán giả quý mình, thương mình và trông chờ những vai diễn, mong chờ sự xuất hiện của mình, thì không có lý do gì mà Thoại Mỹ quên chăm sóc cái nhan sắc của mình để có thể hát cho đẹp nè, rồi bước ra sân khấu là lấy lòng khán giả về cái hình ảnh bên ngoài. Cái việc này em có thể em lý giải được, là khi mà một cái người nghệ sĩ mà được mà công chúng yêu mến thì mình sẽ đắt show. Đi diễn là khán giả là bỏ tiền ra mua vé, thì cái túi mình nó có tiền. Đúng rồi. Và khi có tiền thì mình có thời gian chăm sóc da mặt. Ví dụ như cái người mà không được yêu mến nhiều thì làm gì có tiền để mua kem dưỡng da, rồi làm gì có tiền đi thẩm mỹ viện giống như anh Long Nhật. Anh ấy thì bị vui nào. Thí dụ còn một lần thì một lần là ngày đầu tiên, là một lần thôi, là ngày đầu tiên là lúc đó ở ngoài miền Trung mày bước vô nó quý trước mà da mặt hồi xưa đành phận đồ đậm đành đồ tâm bày tâm bãi mày không hồi xưa đó. Đồng phần bóng lúa đồ này kia, rồi ạc xê u bê ba cái kem Lào, rồi ba cái mà kim ẻn đồ này kia, nó đánh trực tiếp bố luôn, chứ không có dường như bây anh giờ. Anh ơi, có được hộp phấn bông lúa, hộp phấn chim én là mừng lắm rồi, là lúc đó là dữ dội lắm rồi đánh đó. Đánh cái nền liên xô cơ, đánh cái nền liên xô, đánh xuống phủ bột như là bột mì đó. Trời ơi, mà cái mũi hả, anh vuốt một đường sống mũi nè, là bước vô một cái là quen Hữu Quốc hoài là uống Nhật, anh làm cho anh gắn điều thuốc trên mũi. Cái mặt anh nổi tất cả mụn vậy nè, mà Thoại Mỹ lúc nào Thoại Mỹ cái đó người ta không gọi là mụn nữa mà là một cái dề con trái. Mà Thoại Mỹ lúc đó là thương lắm, lúc đó là Thoại Mỹ đang là một cái ngôi sao, một cái cô đào rất là rực rỡ đương thời mà em mở nổi tiếng. Có anh Nhật đang còn chân ướt chân rạ vào đây, đang còn dựng chương trình, lúc đó chưa được vào nhà Hòa Bình đâu, lúc đó đang làm mà chương trình của chú Duy Ngọc, của ba Duy Ngọc, vậy là cầu ba Quế. Thì Thoại Mỹ gặp anh là Thoại Mỹ thương anh liền. Thoại Mỹ, trời ơi, sáng ngày mai nha, trời ơi, anh cho địa chỉ nè, là nhà em ở đâu, nhà em ở cái biệt thự, trời ơi, tôi mới hết luôn. Là sáng là anh chạy xem đá cà tàng qua, là Thoại Mỹ đưa anh đi làm da. Cái tình anh em của anh với Thoại Mỹ đã bắt đầu từ một cuộc coi như là đi sửa sắc đẹp. Không phải là sửa sắc đẹp mà là chăm sóc da mặt. Chăm sóc da mặt. Nói về cái vấn đề mà sửa sắc đẹp thì chị Thoại Mỹ cứ tâm sự với em hoài. Sao? Thoại Mỹ cái tâm sự về nói là Quốc ơi, giờ chị
bữa nào chị đi thẩm mỹ viện nha, cái mặt của chị theo em thì em sửa cái gì? Nó thôi đừng sửa gì hết trơn, nó sửa cái tán bớt dữ lại được rồi. Dữ lắm hả? Đâu có dữ. Nó nói em dữ. Đâu có, đâu có dữ. Hai đứa giống nhau không có dữ. Tại vì anh chưa có chuyện, chạy, anh có chuyện có chạy, đi. Đừng có chặt chị. Không có, anh cùng nhìn bao nhiêu cuộc tập tuôn anh cùng đi vô trong đó anh coi rồi. Tại vì anh đi đúng giờ. Không có. Anh đi đúng giờ thì anh đi trễ giờ và anh tập sai tuyến đi. Cô giáo Thoại Mỹ là một trong những người mà khó tánh nhất. Em còn sợ đúng không chị ơi? Khó mà dễ, dễ mà khó. Em cùng nóng về sờ chứ em đừng còn nói người ta. Không, em giờ em tu tâm rồi. Bây giờ em và rồi, bây giờ anh hỏi Thoại Mỹ rồi, bây giờ anh hỏi Hữu Quốc nè. Em có thể chào sân với một lời chào khán giả yêu thương. Và em có thể cho biết là đối với anh, về chị Mỹ thì em rất là nhỏ. Nhưng mà vì sao, rồi em kể cho khán giả biết vì sao một cái chàng mà hot boy mà cái mặt mà búng ra sữa như thế này mà chuyên động váy lão nè. Cái câu này em cũng thắc mắc hoài. Nhưng mà từ nãy giờ mà trò chuyện mà hơn 15 phút rồi, bây giờ anh Long Nhật mới kêu Hữu Quốc chào khán giả. Vậy này nó muộn quá. Có nghĩa là vô là cái sắc đẹp của chị Thượng Mỹ á đã thu hút anh Long Nhật từ nãy giờ, cái từ trường của chị Mỹ lớn quá. Đó. Và bây giờ dù trễ thì Hữu Quốc cũng có một cái lời chào đến tất cả quý khán thính giả của cái chương trình Soha.vn. Quốc thì thật sự ra là cái câu anh Long Nhật nói thì ai cũng nói là ủa sao gặp ở ngoài đời sao mà thấy ông Năm trẻ quá. Ông Năm nhỏ xíu. Ông Năm trẻ quá, rồi cũng một vài lời, ví dụ như 10 người thì 8 người thôi cũng khen là đẹp trai. Ừ. Sao là chuyên đóng những vai ông già không, thì cái đó là cái số phận anh. Ừ. Cái số phận, và đó là một cái sự định hướng của người thầy của chị Mỹ cũng như là người thầy của em, đó là nghệ sĩ nhân dân Phùng Hán. Đã định hướng em đóng vai ông già từ năm 16 tuổi, rồi cái giọng nói cho đến cái cử chỉ, cái diễn xuất, cái ra bộ, cái làm mặt ở trên sân khấu nó theo em suốt cho đến giờ luôn. Rồi với lại em bị cái là em là cái người không có tuổi thanh niên, từ là một cái đứa con nít 13 tuổi vô trường, 17 tuổi ra trường, rồi cái mặt cũng già luôn, già luôn. Thì lúc đó người ta gọi là trung niên luôn rồi. Thì khi mà mình già sớm á thì cái mặt mình nó y vậy cho đến giờ. Thì cái đó một trong những cái lợi thế của em. Bây giờ người ta nghĩ em là cầu 27-28 gì thôi. Trời gan quá, gan quá, gan quá. Theo như anh biết thì em học khóa 3 của trường Trần Hữu Trang là hình như là trên chị Thanh Đăng, dưới Thanh Đăng Tâm một khóa hay là hai dưới khóa? Dưới chị Tâm rồi dưới Mỹ nữa. Rồi mới tới. Chị Tâm là khóa 1. Chị Tâm khóa 1, chị Mỹ khóa 2. Em có thể kể, em có thể kể cho anh biết là cái hành trình mà bước đi vào nghề của em nó như, tại vì thế anh Nhật biết anh em mình rành nhau quá, hiểu nhau quá, thì em có thể hầu chuyện với quý vị là cái cấu truyền bước vào nghề của em nó cũng lý kỳ lắm à. Cho nó không phải đơn giản như những nghệ sĩ khác đâu. Trông gai lắm. Thực sự là em mê cái sân khấu cải lương á, từ lúc em mới có 9 tuổi thôi. 9 tuổi là em đã leo lên xe xích lô đi xem cải lương chung với bà nội. Bà nội đó quýnh bài tứ sắc. Quýnh mà đến chiều tối, ngay là hồi xưa là cải lương là 7 giờ rưỡi là mở màn rồi. Chứ không phải như bây giờ là 8 giờ rưỡi. Thì khoảng 6 giờ mấy thôi là nội là nôn cho đứt chến. Nôn cho đứt chến. Để thôi là còn nhàn cũng kéo. Kéo chết. Thì không có đi coi cải lương được. Thì hai bà cháu leo xích lô đi coi. Thì mê dữ lắm cho đến năm 11 tuổi là em với chị Mỹ lại có một cái sự trùng hợp nữa là lại cùng học ở cái lò đào tạo, đó là nghệ sĩ ưu tú thầy Út Trong. Đó là thầy chuyên dạy những cái bài ca cổ, rồi những để mà mình biết nhịp nhàng đó, để mình bắt đầu mình mới thi vào trường Vũ Trang. Mà thầy Út Trong lúc đó rất là hay, học trò của thầy là đa số là nghệ sĩ đội nổi tiếng không, như là nghệ sĩ ưu tú cô Thanh Nga cũng là học trò của thầy Út Trong. Chị Thanh Tâm cũng là học trò của thầy Út Trong nhiều lắm. Thì thầy nói là thầy chỉ mặt luôn, chỉ nói là mày đi thi mày sẽ đậu vào trường Vũ Trang. Còn có người á, thầy chỉ nói mày mà đi thi á, mày mà đậu á, tao cổng mày từ đây ra chợ Sài Gòn. Là cái người đó không bao giờ đậu nổi. Là thầy có một cái tiên đoán rất là hay. Thì vào trường thì không riêng em, bản thân chị Thoại Mỹ và nhiều cái anh chị khác nữa ai cũng mơ ước sau này mình ra trường mình sẽ là đào chính kép chính, đào đẹp kép đẹp. Cái điều đó là ai cũng muốn hết, bởi vì khi làm đào đẹp kép đẹp thì khán giả họ hâm mộ nhiều hơn. Bước vào cái nghề này thì ai cũng muốn có những cái vinh quang. Chứ không ai nói là mình tôi đi hát để mà tôi không cần sự nổi tiếng.
cái điều chắc chắn là ai cũng muốn, nhưng mà ông tổ cho ai là cái điều đó là nó quan trọng hơn. Thì tự nhiên là em vào trường lúc đó em còn cai hơi đào, giống như bé Quách Phước Thành giờ. Là 13 tuổi em đã vô trường rồi, thì 14 tuổi em bể giọng. Em bể giọng thì đâu mà vừa học vũ đạo rồi vừa học ca hát thì cái làn hơi nó khó có khôi phục. Thế thì trong cái lúc mình bể giọng á thì mình phải có thời gian mình dưỡng, mình dưỡng để cái hơi ca của mình nó mới, nó gọi là gì, hồi phục, nó hồi phục. Nhưng mà em thì em không có được những cái tháng ngày để mà em hồi phục, mà phải lao vào tập vũ đạo, tập vừa mệt nhảy lên ca hát thì cái giọng em nó hình thành trở lại thì nó bị rè, và rè và nó có hơi lão. Thì lúc bấy giờ thì cô Bảy Phùng hát, lúc bấy giờ là lo lắng nhất đó là em, là không biết là sẽ tìm cho thằng bé này cái vai gì, bởi vì nó đóng con nít hết được rồi. Mà tại vì cái vai đầu tiên mà cô Bảy dạy cho em đó là vai Tấn Lực trong vở Nghi Xuân, trong vở Phan Công Quốc Qua. Thì làng nít cái nhảy lên không có thanh niên nữa, không đóng kép chánh kép phụ gì hết trơn, mà đóng vai ông già. 16 tuổi là cô Bảy đã phân cho em vai Quan Tư Đồ trong cái vở Phụng Gia Đình. Thì bắt đầu từ cái vai mẫu đó khóc trời không ơi. Không chịu không khóc quá trời khóc dễ tử chứ anh nghĩ đi, cái mặt em bây giờ nó còn đẹp vậy rồi gan quá, nó còn đẹp vậy thì hồi xưa anh biết em lộng lẫy cỡ nào. Trời ơi thôi mình qua chuyện này đi đó, cứ bỏ qua cái chuyện nhan sắc đi thì đó. Nhưng mà mỗi cái buổi mà mình biểu diễn thì phải lấy cái giấy chì nâu vẽ rằn ri như là con cọp le ve vậy đó, rồi gắn râu rồi lên thì khán giả không có biết mình, gọi là bôi trơ trạc trừu đó đó. Mặc dù chị Mỹ hồi xưa nghệ sĩ có những cái kỷ niệm mà ví dụ như em đóng vai già gì thì đi lưu diễn đi thì sang chùi mặt không có chùi hết, chừa cái chân tóc này nè, cái nó trắng trắng như nè, cái sáng đi ra ăn hủ tiếu thì mấy cái người ăn hủ tiếu gì, cái mấy bà bán hủ tiếu cái bà nhìn mới nè, đó nghệ sĩ thì vui lắm, vui lắm. Thì như anh đóng vai chánh đi thì nhìn là y đúng kìa, Long Nhật thì là cái mặt của anh là mặt đẹp hơn thôi, nhưng mà nhìn nó vẫn vậy. Còn bản thân em đóng vai lão thì nó khác hoàn toàn, thì người ta biết nghệ sĩ, nhưng mà cái chạnh lòng nhất là thôi, ủa tối qua đóng vai gì, nó đóng vai gì không nhận ra mình là buồn, buồn lắm. Nhưng mà lúc đó cô Bảy Phùng hát có an ủi, cô Bảy nói là bây giờ là con có thể buồn, bây giờ con có thể khóc, nhưng cô tin chắc rằng sau này với những cái vai già này con sẽ thành công. Và cái lời của cô là nó như một cái lời tiên đoán, tiên tri đó. Thì bắt đầu khi ra trường thì với liên tục những cái vai già thì em lại đoạt được những cái giải thưởng cao trong nghề. Và bắt đầu khán giả người ta biết đến là một anh chàng thanh niên mới có mười mấy, hai mấy tuổi thôi mà đã đóng những cái vai 60, 70 tuổi. Thì đến giờ phút này thì em cảm ơn, em cảm ơn tổ nghề đã cho em cái sự đam mê nghề, không còn khóc nữa. Em cảm ơn cái sự dạy dỗ của các thầy cô và đặc biệt là nghệ sĩ nhân dân Phùng Há đã truyền cho em cái vai lão, cái vai lão mẫu đó là vai Tư Đồ. Để cho đến ngày hôm nay thì với cái gương mặt này em bước ra ngoài đời thì người ta cũng nhận ra đây là Hữu Quốc rồi. Đúng rồi. Dạ. Và em là một trong những nghệ sĩ trẻ nhất phải công nhận một điều rằng là anh Nhật rất là bây giờ nói là anh Nhật còn rất là bồi hồi, rất là em xúc động. Trẻ gì? Không phải trẻ nhất để mà được nhà nước phong tặng nghệ sĩ ưu tú, một trong những nghệ sĩ trẻ nhất của cả nước mình được trao tặng nghệ sĩ ưu tú vào năm đó. Và anh tin một cái điều như thế này, kiếp này đời này em sinh ra, cha mẹ sinh em ra, cái sứ mạng của em duy nhất một việc thôi là hát, là diễn xuất. Đó là cái điều không thể nào chối cãi nữa. Một tí nữa Lâm Nhật sẽ trở lại với Hữu Quốc với quý vị, để không phải là cái sự khởi đầu nó tròn vẹn, nó đẹp như vậy mà không có chông gai, không có giông bão. Trên đường đời có nhiều mưa, có nhiều nắng, có nhiều ổ gà, có nhiều gân thác, có nhiều đèo dốc. Bây giờ Lâm Nhật xin trở lại về nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ này. Thì em có thể nói cho khán giả biết là cái câu chuyện vào nghề của em và những cái vai diễn, mà vì sao cái cơ duyên này em có những cái vai diễn như vậy. Anh muốn nói từ những cái hào quang trước, anh muốn nói từ những cái thành công, từ cái rồng mỡ trước trong những cái ngày đầu năm rồi đã. Phải nói là bước chân vào nghề của Mỹ
Và cho tới ngày hôm nay Thoại Mỹ đứng vững được và có cái tên Thoại Mỹ, thì trước hết cũng như anh Lương Nhật nói là Mỹ không thể nào quên ơn trên, tổ nghiệp, cha mẹ, thầy cô và những cô chú anh chị đồng nghiệp đã chỉ dẫn và có những lời góp ý rất là tốt, là làm cho Mỹ có thêm cái hành trang để mà tạo được một cái tên Thoại Mỹ đứng cho tới ngày hôm nay. Thì qua nhiều đoạn trường lắm, bước chân vào nghề, lên sân khấu hát thì lúc đó mới 11 tuổi thôi. Rồi hát được rồi mới thấy được, cô Lệ Thủy phát hiện được rồi thì chị Miêu mới cho đi học. Ủa nhưng mà con nhà nội không? Trong nhà có chị đi hát mà. Dạ, chị có chị Thoại Miêu. Thì đó, thì thiếu vai thì chị Miêu cho lên hát. Hát cây sầu riêng trổ bông. Cây sầu riêng trổ bông đó. Thì là trước đó thì ở nhà tối ngày cứ lấy khăn, lấy áo đồ, lấy lon đồ để đầu đồ. Em giống chị cái này. Đổ cái màn xuống quấn. Lấy màn xuống quấn đồ này kia nọ, làm đủ trò hết. Rồi tới chừng biểu hát thì thế dai không? Thế nhưng mà đâu có bao giờ mà được hát vô đợn. Thế là tập lên hát liền. Thì đêm đó thì cô Lệ Thủy cô mới nói với chị Miêu là chị thấy con bé nó có tố chất đi hát, thôi cho nó đi học đi. Thế thì lúc đó chị Thoại Miêu mới dẫn đến thầy Út Trâm cho học căn bản. Học căn bản được vài bài thôi là thi vào nhà hát Trần Hữu Trang. Thi đậu thì lúc đó chưa đủ tuổi nữa. Nhỏ quá thiếu tuổi, nhưng mà chắc là ngoại bảy chắc nhìn thấy cái tố chất thì như thế nào đó, cho nên thôi dớt nó vô đi. Hồi xưa là vậy nè anh, là vừa dạy nghệ thuật và dạy văn hóa. Có nghĩa là ở ngoài thí dụ mình đang học lớp 9 đi, thì mình vô trường Trần Hữu Trang thì mình sẽ học lớp 8 đó, thí dụ vậy đó. Đó mình học tiếp văn hóa. Nhưng mà em nghĩ là cách đào tạo vậy đúng không chị Mỹ ha? Có nghĩa là bẻ tay bẻ chân từ hồi nhỏ, cái khả năng từ hồi nhỏ. Đó là chị Mỹ tiếp cho nên là ban ngày là đi học nghề, nhưng mà tối là phải học bổ túc văn hóa. Đúng rồi, cái văn hóa là không thể nào cái mà bỏ được, cái nền tảng, cái gốc rồi. Cho nên là ở trường đào tạo có một cái giống như một cái chiến lược rất là tốt để cho tụi em không bỏ học mà được học nghề từ lúc còn nhỏ. Mới có 13 tuổi là được học nghề rồi. Đúng rồi. Đó, được học nghề thì phải nói là mình lúc đó là mình có ngoại bảy nè. Cô Hai Kim Cúc, cô Ngô Hồng, thầy Hoàng Ba, thầy Tri Trọng, thầy Tấn Đạt. Rồi cô Thu Vân. Là nói chung là dạy rất là nhiều, dạy ca hát rồi dạy diễn. Mà Mỹ may mắn có một cái là Mỹ học á thì là được dạy hết các vai. Ngoại bảy nói là con phải học, học vai này, học vai kia. Thí dụ như là bữa nay cô dạy cho con vai này, các bạn kia cô dạy vai kia, nhưng con phải ngồi đó con học. Để sau này con ra trường con có thể diễn được hết tất cả các vai mà con đã được nhìn thấy cô dạy để con học. Chứ không thôi là mình sẽ đi một hướng mà cô định hướng cho Mỹ là con phải rộng xài. Đa dạng. Đã đa dạng. Cho nên là những cái lời của cô Bảy giống như nhà tiên tri tiên đoán rồi đó. Là con phải như vậy như vậy. Cho nên là Mỹ thấy lúc đó là mình, tại sao mình chỉ được có 3 năm học thôi mà mình không chịu học. Cho nên là Mỹ rất là trau dồi. Chăm chỉ. Chăm chỉ lắm. Cho nên là thấy vai gì Mỹ cũng có thể Mỹ làm được. Thì phải nói là khi mà ra trường á thì đóng vai nhì. Mới ra trường là đã bị vai nhì rồi. Mà Mỹ không có nản. Mỹ không có nản, tại vì Mỹ nghĩ là làm một người nghệ sĩ khi bước ra sân khấu, dù là vai nhì, vai lớn, vai nhỏ gì không cần biết, nhưng mà mình ra sân khấu mình có tạo được ấn tượng cho khán giả hay không. Điều đó mới là quan trọng. Cho nên cái ý chí của Mỹ là mình phải cố gắng hết sức bằng cái niềm tin của mình, niềm đam mê của mình. Đã bước ra sân khấu là phải sống chết với nghề để mà đem đến cho quý vị khán giả những cái món ngon. Đó. Thì khi mà đóng vai nhì, nhận cái vai ác thì anh biết nó cũng đoạn trường, đi ra đường cũng bị chửi dữ lắm. Hồi xưa khán giả khác giờ. Họ tưởng là thiệt luôn á. Mà bây giờ thì mở rồi ha. Bây giờ thì ấy, cứ còn hồi xưa trời ơi, mỗi lần đi chợ, ra chợ bị chửi quá trời luôn. Hoặc là đi hát mới thì bước ra con quỷ nè, con quỷ sứ nè. Nó dữ lắm, mày kia nó bị chửi. Ai xa bà nội ba em nè. Đóng vai cám mẹ cám. Ngay tại rạp, mà cái ghế sắt á là đứng lên như ghế chân trước chân sau là khen. Chỉ sao có chửi. Mẹ con mày ác quá, mình ra mày bước ra khỏi rạp đi, mày biết tay tao là bên con tắm đó. Hồi xưa là nhưng mà lúc đó buồn lắm, bị chửi buồn lắm, nhưng mà thầy cô đã nói chứ, con bị chửi là con thành công. Đúng rồi, bị chửi là thành công. Cho nên đó là sau này hiểu được câu đó
mình phải cố gắng mình diễn hơn nữa, ác nữa để được chửi nhiều hơn nữa. Càng chửi nhiều là coi như cái sự thành công của mình. Đó, cho nên là lúc đầu thì bị chửi thì hơi nản, nhưng mà sau đó được động viên và được chửi nhiều hơn nữa thì mình nhận thấy cái đó là niềm hạnh phúc của mình, là một cái sự may mắn của mình, là mình đã thành công trong nghề rồi. Cho nên là rất là thích hát những vai đó. Mà thật sự Mỹ thích hát những cái vai tính cách lắm. Tại vì nó có đủ chiều, đủ mặt để cho mình có thể biến hóa cái nhân vật của mình. Cho nên Mỹ rất là thích. Có nhiều khi hát vai đầu thương thì một chiều thôi ha. Cho nên nhiều khi mình cảm thấy mình không có đã bằng cái vai tính cách đâu. Đúng rồi. Lắm Mỹ tin chắc một điều luôn. Hoàng đế Võ Tắc Thiên thì không ai qua được nghệ sĩ ưu tú Thái Mỹ. Trước đó có nghệ sĩ ưu tú Mỹ Châu rồi, là thế hệ đi trước được chúng tôi không nói. Còn thế hệ trẻ, thế hệ mà trưởng thành sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng ha, thì cái Hoàng đế Võ Tắc Thiên là một này, rồi vai Thu trong Duyên Kiếp, đó là những cái vai mà đã từng động đinh. Và không có một cái người nghệ sĩ nào mà làm hai cái live show trong một năm, thưa quý vị. Túng Cảnh Phương Hồng, Long Nhật sắp hàng múa vẽ da vậy nè. Được em gái cho mấy cặp vẽ rồi, nhưng mà tại vì gia đình đi đóng quá. Lúc đó thì phân cho Ngọc Huyền đóng vai Võ Tắc Thiên. Vì cậu Năm thấy là Ngọc Huyền đã diễn vai Phi Dao quá xuất sắc rồi. Đã để lại ấn tượng trong lòng khán giả quá lớn rồi. Đó, cho nên là muốn để cho Ngọc Huyền thể hiện vai Võ Tắc Thiên. Nhưng mà vì lúc đó cặp kim đồng ngọc nữ của sân khấu cải lương, mà lúc đó cái thời điểm đó là thời điểm son của anh Long và Ngọc Huyền. Cho nên cặp đôi này không thể tách ra. Không thể tách ra, buộc lòng phải đổi lại để cho Ngọc Huyền Thái Bình hát chung với anh Long. Là Thái Bình rồi. Hát Thái Bình công ty. Thái Bình là người yêu của Tiết Thiệu. Thái Bình là phải là người yêu của Tiết Thiệu. Đúng rồi. Thì lúc đó là Thái Bình có Ngọc Huyền với cái anh Long không khó khi nào mà tách ra được lắm. Một cặp ấn tượng với khán giả, cho nên là phải đổi lại Ngọc Huyền phải làm dây Thái Bình công chúa, Thái Bình công chúa để hát cặp Vĩnh Long. Thế là Mỹ lại đóng phải đóng vai trở xuống hát dây Võ Tắc Thiên. Nhưng mà khi mà cầm cái vở tuồng Võ Tắc Thiên lên, ô trời ơi, thích vô cùng. Hay quá trời quá đất. Ô, kêu bằng khỏi diễn á, là khỏi diễn á, khỏi diễn. Cái này là dừng sẵn đó. Đây sẵn ngoài đời. Nói chung là ô trời ơi, là mình được một cái vai, một cái vai kia bằng là đó ní đóng giày, đáng giá ngàn vàng, tổ đặc địa cũng rồi, cũng là may mắn. Đúng đâu rồi. Là thử diễn lạng lớp thử coi diễn coi. Dạ. Khi đó nha, chỉ cần mặt thì lạnh lắm, lạnh cho hai ba, một hai ba, con mắt liếc đạo vậy đó. Mà lúc đó lên sân khấu thì phải vẽ con mắt cho nó to lên nữa ha, chân mày thì xích lên, cho nên chỉ cần ngẩng con mắt lên mà mở to con mắt lên là thấy cái thần sắc của Võ Tắc Thiên Hoàng đế rồi. Rồi đi á, thì Võ Tắc Thiên đi thì không phải đi như cô đào chân nhỏ, mà đi dạng như là gần hoàng hai hàng. Đi rồi. phải gên cái vai lên. Cái bộ kép, đi như cái bộ kép. Đi phải gên lên vậy nè. Cho nên để cho thấy cái sự uy nghi của mình. Đó thì phải tập nha. Rồi khi mà liếc phải gằn cái giọng. Rồi đội lên đầu cái mão. Đội lên đầu nữa. Cái mảng cái mão là mấy kilo. Đội lên là cái đầu nó không có ngẩng lên được cái cục kia ra. Là phải về nhà cầm cái mão đội hoài lên vậy để ngẩng lên được. Nói chung là cũng nhiều đoạn trường lắm. Bộ đồ thì cả chục kilo. Cái giáp á, đúng rồi. Cái bộ đồ giáp cái mảng là cái mảng đầu. Cái tay mà đưa lên như vậy, muốn đưa ra một cái bình thường hát cô đào thì đưa nhẹ vậy. Khi mà Võ Tắc Thiên là phải đưa ra mạnh vậy, phải vừa ưỡn ngực, phải dương vai lên để đưa cái áo lên. Cho nên là khi mà vào vai Võ Tắc Thiên cần phải xử lý cái giọng nữa. Cái giọng hát không phải là mềm mại như là cô đào, dễ khan tiếng, mà mình phải có cái nghị lực, phải có cái giống như là một cái lực mà của cái mệnh lệnh của Võ Tắc Thiên. Hoàng đế mà. Đó, cho nên là cũng là một cái may mắn cho Mỹ đó. Dù đến với cái vai đó thì cũng đã để lại trong lòng khán giả và đã tạo tên tuổi cho Tầm Mỹ. Trời ơi, Long Nhật yêu cái vai đó. Si mê coi ở rạp không biết bao nhiêu là lần. Trời ơi, sốc si mê thiệt hay là mê cái bộ đồ rồi muốn đóng vai đó. Rồi tiếp theo cái Võ Tắc Thiên Hoàng đế ha, là đến cái Duyên Kiếp. Đến cái Duyên Kiếp. Rồi sau cái Duyên Kiếp là sau này Lâm Nhật ấn tượng nhất nữa là cô Phượng trong Rồng Phượng, là một vai đào thương, một cái làng dịch lùa em hả? Tiếp nối những thành công và cái cuộc đời của Thoại Mỹ đi đâu có cần là phải đóng chảnh ngay từ đầu, quý vị thấy không? Là một cô đào nhì xuất Việt Pháp, đầu tiên là một cô đào nhì, nhưng
đã trở thành một thần tượng, không phải là một thế hệ mà rất nhiều thế hệ tiếp nối. Khán giả yêu thương cho đến ngày hôm nay, chúng ta nãy giờ chúng ta cũng say sưa về sự nghiệp, về con đường làm nghề, về cái vai diễn, về cái hành trình làm nghệ thuật. Thì quý vị cũng đã biết rồi, đã yêu thương chúng tôi, đã yêu thương Thoại Mỹ, đã yêu thương Hữu Quốc, thì anh cũng xin phép thoại Thoại Mỹ một chút xíu. Dường như là cái cô đào này là tình riêng thì bỏ chờ, mà tình người thì đa đoan đấy. Thế là chị ơi, rung bông hoa gạo, ô hay trời không nên gió, cho ngày chị sinh, ngày chị sinh trời cho làm thơ, cho nét buồn vui bốn mùa trăng trở. À, hôm nay anh em mình ngồi ở đây trong cái buổi hội thoại này, khán giả cũng muốn, khi mà thương mình, khán giả họ thương mình thì họ cũng muốn chia sẻ những cái yêu thương đó về cái đời riêng một chút xíu, em có thể tâm sự. Em nhớ là cái ngày đầu tiên mà anh đến để em đưa anh đi làm da mặt á, là lúc đó em ở một cái biệt thự đẹp lắm với cái người chồng đầu tiên. Thì em bắt đầu từ đó đi, em kể cho khán giả nghe là cái cuộc hôn nhân nó tan vỡ rồi đến bây giờ yêu đương như thế nào, tình yêu tình báo ra làm sao, chéo như thế nào. Thôi thì vậy em nói nha, Mỹ cũng như là bao nhiêu người phụ nữ khác, cũng muốn mình có một cái mái gia đình thật tốt, có những đứa những con ngoan. Nhưng mà thật sự thì cái số của Mỹ á, cái tình duyên nó cũng hơi lận đận chút xíu. Nó lận đận chút xíu thôi, nhưng mà hiện tại bây giờ thì Thoại Mỹ vẫn sống hạnh phúc. Có một gia đình cũng Mỹ cảm thấy Mỹ hạnh phúc. Hiện tại bây giờ bên cạnh những đứa con nuôi của Mỹ. Còn anh Nhật hồi nãy hỏi là cái chuyện bắt đầu từ ông xã em đó. Thôi bây giờ em Mỹ nói vậy, quý khán giả thương Mỹ là Mỹ mừng lắm rồi. Còn bây giờ cái chuyện tình cảm á, cái gì nó qua, cái gì qua rồi thì cho qua. Ha, tại vì mình không có nên lôi những cái quá khứ ra để mình nói, thành ra nó chạm lòng với nhau. Đúng rồi. Và cho nên là Mỹ biết là quý vị khán giả thương Mỹ, cũng muốn Mỹ chia sẻ cái chuyện đời tư của Mỹ, nhưng mà xin phép xin lỗi cho Mỹ nói tới đây thôi. Những cái gì Mỹ khép kín lại thì cho Mỹ được giữ trong lòng Mỹ nha. Đúng rồi, anh rất đồng ý với Thoại Mỹ, anh cũng rất đồng ý với Hữu Quốc luôn. Tại vì mình cũng rút kinh nghiệm á, tại vì đôi khi có những cái hồi ký, có những cái từ truyền khi mà đưa ra công chúng á, chưa chắc đã tốt. Có những cái thì mình nên dành cho mình. Và tại vì mình dành hết cả cuộc đời cho công chúng rồi, mình dành hết cả cái tuổi thanh xuân cho khán giả, cho sân khấu, cho sàn diễn rồi, thì chúng tôi xin giữ lại một chút xíu gì đó cho riêng mình. Nó sẽ an toàn hơn, mà nó sẽ tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Bởi vì cái nhân chứng đó họ vẫn còn sống. Tại vì á, 9 người 10 ý, người hiểu cách này, người hiểu cách khác. Cho nên là cũng khó lắm. Chỉ có mình là người trong cuộc, mình hiểu mình thôi. Có những niềm riêng làm sao nói hết. Không, nhưng mà anh chỉ cần, không cần phải nói chi tiết, không cần phải nói sâu sắc là mình như thế nào để tan vỡ, không cần. Anh không cần nói những cái chuyện đó. Tại vì cái tiêu chí của cuộc hội thoại của nghệ sĩ đối thoại mình không phải là như vậy. Mình không đào sâu, mình không kể tội, mình không cá thán và mình không oán hận. Cái chương trình của mình là một cái chương trình hãy nhìn về tương lai một cách rộng mở và yêu thương. Nhưng mà em cũng cho khán giả biết, cho những cái người trẻ, tại vì em cũng đã từng suýt gục ngã. Theo như anh biết thì em cũng đã từng suýt gục ngã. Thưa quý vị, em gái của tôi đây cũng đã từng tự tử, cũng đã từng uống thuốc tây nơi, cũng đưa vô bệnh viện đó rồi. Suýt nữa là coi như là tan thành mấy khói rồi. Thì em vượt qua những cái giống bão, những cái khó khăn, những cái ngày tháng đó như thế nào? Phải nói là nếu như không có nghề, không có nghề này thì em sẽ không vượt qua được. Nhờ cái nghề có những nhân vật vui buồn hỉ nộ ái ố, rồi hoạt động nghề, rồi tình thương của khán giả lớn quá đã nung đúc cho em, đã cho em thêm cái nghị lực để mà em vượt qua cái nỗi đau của mình. Và điều quan trọng nữa là khi mà
em đến được với Phật Pháp á, em hiểu được Phật Pháp á, thì nó là một phần lớn để giúp cho em vượt qua những cái nỗi đau, những cái mà em tưởng chừng như là mình đã gục ngã rồi chứ không phải là sắp gục ngã. Nhưng mà nghiện sao mà đi uống thuốc chết với bà nội. Chỉ có con trẻ, con bồng bộ, còn giờ mọc sừng rồi. Giờ đưa thuốc em uống không nè. Hỏi thuốc gì? Thuốc gì? Mà lúc nãy uống thuốc gì vậy? Thuốc dưỡng da.